đây là manh mối của ngày hôm nay rồi. Loại run có tơ. Loại run có tơ. Và manh mối của ngày hôm nay đó chính là kỹ năng bám tường. Nhớ là đừng quên chúng ta có một cái hẹn đó nha, đó chính là vào lúc 9 giờ và lúc thứ 2, 5, 6, 7 và chủ nhật hàng tuần trên Confetti. Và mọi người, ngày hôm nay giải thưởng của chúng ta là 4.000 đô la lần đó, tương ứng với 92 triệu đồng. Hy vọng là mọi người đã kiểm tra và đã xem manh mối của ngày hôm nay trên trang Confetti Việt Nam rồi nha. Đừng bỏ lỡ đó. Tí gặp lại. Yeah, hôm nay chúng ta đã có 268 bạn chiến thắng. Yeah, và giải thưởng trị giá là 14.93 đô la, tương ứng với